Chương trình này được bảo trợ bởi Alex Lifetime Furniture 714-636-3010. Julie xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình Xã hội với phần trình bày của chị Thanh Hải và chị Mai An, là hai cô giáo tại trường Việt ngữ Hồng Bàng, mà trong suốt hai segment vừa qua chúng tôi, chị Julie rất là cảm ơn hai chị đã chia sẻ những cái lo âu, những cái vấn đề mà các thầy cô giáo phải trực diện hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để mà lo cho các em. Thì khi mà các chị nói về vấn đề mà trường học, trường lớp, cũng như là những cái chi phí phải lo cho trường, rồi chi phí của sách vở, tại vì sách vở mình cũng phải mua, chi phí để mà dọn dẹp, rồi đóng tiền cho để mướn phòng ốc. Thì như vậy, khi mà muốn bành trướng ra như chị Hải nói đó, thì làm sao mình có đủ ngân quỹ để mình làm, trong khi em thấy là cái số tiền học nếu tính ra đóng một tuần có 7 đồng mấy một tuần à? Đúng rồi, khoảng 7 đồng rưỡi một tuần thôi. À hả? Mà một tuần thì các em ở trường 2 tiếng rưỡi. Ôi dồi ôi, còn nghĩa gấp bao nhiêu chục lần với cái số tiền mà mình đem đi con đi gửi, thưa quý vị. Đúng rồi, mà quý vị cũng biết là con em mình đang ở đâu và an toàn, bởi vì trường có bảo vệ, trường có thuê người, hai người bảo vệ trong suốt thời gian các em học. Như vậy thì bố mẹ có được vào không, được vào trong cái thời gian mà các em, bố mẹ có được vào? Tất cả mọi người đều không được vào nếu không có những cái bảng tên, tức là bảng tên là chứng minh phụ huynh đó đang giúp cho trường. Còn nếu mình là phụ huynh của các em mà mình không có bảng tên để vào trường thì cũng không được vào, bởi vì cái sự an toàn của các em. Thành ra cũng nói cho quý phụ huynh thông cảm là không phải trường làm khó dễ, phụ huynh không cho vào thăm các em trong giờ học. Nhưng mà 800 em thì ít nhất cũng có 400 phụ huynh nếu muốn gặp con em mình thì trường cũng không có làm được việc đó. Nhưng mà chị có nghĩ là trong lúc mà các em học như vậy, nếu mà phụ huynh len lén vào xem con em mình học như thế nào, đôi khi lại nó gọi là reverse psychology, là thay đổi ngược lại, khi mà thấy con em mình học giỏi quá như vậy, họ sẽ là chính là những người ghi danh vào học. Có trường hợp đó, thì như An nói từ đầu là trường mình vẫn có cả gia đình. Cha mẹ con cái đi học một lúc. Mà đó là người ngoại quốc nha, người bản xứ ở đây nha, chứ không phải là người Việt Nam hoặc là Lai cái gì đâu. Bản xứ, cha mẹ đầu tóc vàng nói tiếng Mỹ. Mà bây giờ đó chắc là mình phải đem cái mời hai mấy học sinh đó lên đây mà để hát, em hỏi nữa, rồi còn hát nữa. Wow. Năm ngoái hát bài gì hả, nhớ năm ngoái hát bài gì mà mấy lòng em mẹ hát. Nhớ lòng wow. Mẹ mà ông Mỹ năm nay bao nhiêu tuổi nhá? Ông hả, ông năm mấy tuổi rồi. Mà ông hát lòng mẹ mà cái đó là em thấy, trời ơi, mỗi lần mà em thấy người ngoại quốc mà hát được nhạc Việt Nam mình, tự dưng nó cái lòng mình nó rộn ràng, nó cảm rồi. Động sao á em, có đôi khi tự dưng nước mắt mình tự dưng nó rớm rớt nước mắt ra khi mà thấy một người ngoại quốc hát quốc ca Việt Nam hoặc là hát những cái nhạc phẩm của Việt Nam, tự nhiên mình lại cảm thấy cái lòng mình nó hãnh diện sao đâu á. Em biết mấy chuyện sao chứ em vậy đó. Julie biết làm sao không, trường Hồng Bàng đó mỗi một đầu tháng thì chào cờ, rồi phát thưởng cho em học sinh nào ưu tú ở trong cái tháng, tháng trước đó đó. Thì cứ mỗi đầu tháng là có cái thông lệ là mình chào cờ quốc ca Việt Nam, rồi quốc ca Mỹ, rồi Hồng Bàng hạnh phúc, rồi phát thưởng cho các em. Một câu hỏi này em nghĩ là rất là tế nhị, nhưng em sẽ phải hỏi là nếu với cái số học phí mà đóng từ phụ huynh cho mỗi em như vậy, nãy giờ em tính trong đầu nhâm nhẩm thôi là em thấy là không có đủ để mà chi phí, thì làm sao suốt 25 năm qua trường có thể lo được, gánh vác được để mà giữ cái số học sinh là 800 em như vậy trong suốt 25 năm qua? Mình
mình chứng rất... phải bỏ thêm tiền, thầy cô giáo phải bỏ thêm tiền. Cái này là mình vừa nói mà mình vừa muốn khớp. Tại vì quý vị biết làm sao không? Nhờ quý vị hảo tâm mới giúp giùm cho một tí để cho các em bảo tồn cái văn hóa Việt Nam, nhất là bên xứ ngoài xứ Mỹ nữa, mà thầy cô giáo bỏ nhưng mà vẫn vui vẻ là bỏ, vui vẻ bỏ chứ không phải là bỏ mà nhưng mà tuổi già sức yếu. Quý vị biết là Julie đã gọi chị là dinosaur là quý vị biết rồi. Chị còng lưng nó còn còng lưng nữa. Đến giờ Julie có phải lấy tay đẩy lưng chị lên. Ý của em muốn nói đây đó là làm sao để các chị có thể tổ chức những cái buổi gây quỹ hoặc là kêu gọi cái sự đóng góp của những nhà hảo tâm, những cơ sở thương mại đóng góp như thế nào đó. Chứ em thấy mà cái kiểu này chắc mấy chị già già rồi mai mốt Julie ơi, tới phiên mà các thế hệ kế tiếp nối bước chưa chắc đã làm được những điều đó. Đúng cái rồi. Đó là cái điều mà em muốn nhắc tới là tại vì sao ngay đến mình lo, con cái đó. mình chưa chắc tụi nó đã lo cho mình được, đừng nói chi là mấy em của thế hệ tiếp nối để mà bước theo cái tiếp con đường, những cái quãng đường của các anh chị đã đi qua. Thì thật ra đó cũng nhờ bao quản chị thì có một cái bàn tay khéo léo của chị Ngọc. Đó lại là một chị, đó lại là một dinosaur nữa đó thưa quý vị. Người đó là người mà dinosaur đầu đàn, đầu đàn đó, đó là con chim đầu đàn đó. Thì chị nhiều khi chị cũng lo lắng về vấn đề tiền bạc quá, nhiều khi chị cũng ăn ngoắc à, cái đó không sai, cái này không sai, cái kia, ngay cả thậm chí mà in bài cho mua cái máy photocopy mới, mua cái máy bé xíu in không được, mà mua cái mới mà để mà in bài cho các em á, không đủ tiền, thầy cô là làm thì thầy cô cũng phải làm, mà nhiều khi bất đắc dĩ là trong lớp mình muốn làm liền á, chỉ ông sao mà tại vì chị mình cái ông của chị của. Á, là tại vì chị không có đủ kiệm. Tiền phải tiết kiệm, thành ra chị tội nghiệp chị biết em có tên mới cho chị rồi là chùm sò. Chị không phải chùm sò, thật ra nói chùm sò thì cũng ăn ức cho chị, nhưng mà nếu mà mình chùm sò là mình có tiền mà mình không xài. Còn cái này là tại mình không có tiền thành ra mình phải hạt định. Không, mình cũng xài thoải mái lắm, mỗi tháng mình có họp thầy cô giáo một lần. Sau khi cái ngày chào cờ đó thì sau buổi họp có họp thầy cô giáo, thì khi buổi họp thầy cô giáo thì cô giáo được ăn bánh birthday của sinh nhật của cô thầy giáo nào trong tháng đó, và đồng thời cũng được ăn bánh mì một ổ mì tre làm ba, và lâu lâu cũng được đi picnic này kia. Trời, nhờ vậy mà mấy chị giữ được eo. Đúng thì, vậy. Thì vậy đó. Bây giờ nói này, chung nói tóm lại là chắc chắn là trường cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Các quỹ dân biểu trong thương mại, các nhà thương mại, bởi vì trường đang xin học khu để chuyển một cái trường khác. Lý do chuyển không phải là mình muốn chuyển, nhưng mà học khu đề nghị mình chuyển tại họ sẽ sửa cái trường này, sửa cái trường mình đang sinh hoạt đây, thì họ sửa chữa thì họ sẽ dời mình qua một cái trường khác. Nhưng mà họ dời mình qua một trường khác mà họ lại tăng giá tiền phòng, tăng giá tiền người dọn dẹp. Như trước đây họ tăng gần như gấp đôi. Trước đây họ mình trả 30-35 đồng một giờ, bây giờ họ đòi 50 đồng một giờ. Mà em nghĩ mỗi vì vậy mà ngày... tóc chị Ngọc càng ngày càng bạc đi. Tóc ai cũng bạc hết rồi. Và vì thế cho nên chị Ngọc cần phải dùng nhuộm stick shampoo để mà nhuộm tóc. Em nói chị Ngọc là mỗi ngày một bạc, cái chị Ngọc hết chọn tóc rồi. Có nghĩa là chị Ngọc cần phải dùng Mystic Shampoo, có thể gọi lên iShop, Little Sài Gòn TV iShop để mà mua những cái shampoo đó, để mà chưa nên nói đùa một chút xíu cho nó vui. Xin mời chị tiếp tục. Thì dọn qua trường mới là một cái lo âu mới. Thì muốn cho các em ở cái trường bàn ghế cho nó đàng hoàng. Đôi khi mình có những cái lớp học cái ghế nó rất là nhỏ. Các em lớn một chút em ngồi không được. Cái đó là nó khó. Rồi bàn đã nhỏ rồi, bảng còn nhỏ nữa. Mà cái trường mình là trường phụ. Mình tuy mình mướn trường nhưng mà như mọi người biết đó, ở trường Mỹ đó, một cô giáo hay thầy giáo của cái lớp đó,
cái phòng đó là như của cái họ, nhà của dạ, họ vậy. Mình không được đụng vào những cái dạ, gì của họ. Thành ra mình rất là mình thuộc về con mà cẩn thận lắm. Con gì? Gọi là con gì? Không phải con nuôi nữa mà con ghẻ phải không? Ghẻ. Con ghẻ của học khu, thành thử ra mình cái gì mình cũng như lo vậy lắng thì hết. Học khu hiện tại bây giờ có những ai là trong học khu của Grand Grove? Những ai là dân cử? Dân cử. Chà, mình nhớ tới là sư Lân phải không? Mình nhớ tới học sư Lân, mình không dám nói lớn tiếng. Nhưng mà tại... chị ơi, tại vì em biết là Lân lúc nào cũng đúng rồi ủng hộ, lúc nào cũng hỗ trợ cho những cái chương trình này, thành thử ra Lân rất là tốt với, dạ, với trường, rất là tốt với cộng đồng, tụi mình cũng biết, nhưng mà cũng khó cho Lân một mình mà phải tranh đấu, dạ, giùm cho trường Hồng Bàng với học khu, cho nên mình cũng xin các dân cử khác góp tay với luật sư Lân để giúp nhân cho giúp cho trường một tiếng nói, để cho họ bớt cái tiền chi phí đi, chúng tôi mới đầy đủ chi phí cho sinh hoạt được, và cũng chúng tôi ráng giữ cái mức học phí cho các em nó thấp như vậy, chứ không thôi nhiều mình cứ nghĩ nhiều phụ huynh họ có nhiều em quá cũng không có khả năng cho các em đến trường thì rất là tội, yeah. Mà mình á thì nếu mà mình nhận hết thì là trường không đủ tài chánh để chi phí. Người ta thường có câu có thực thì mới vượt được đạo. Còn đằng này trường không có tiền để chi phí thì cũng sẽ không có phòng ốc cho các em đến trường học, và vì thế cái tiếng Việt nó sẽ dần dần nó bị lu mờ đi. Sẽ trong khi đó có những các anh chị, có những thầy cô giáo sẵn sàng để giúp cho chúng ta bảo tồn phong tục tập quán, văn hóa. Tiếng Việt còn, người Việt còn. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở bảo trợ cho Little Saigon TV.